Lục Thủ Lĩnh, nghe nói cậu song tu ma, Phật. Lão phu lần này ra ngoài tìm kiếm, vừa hay tìm được một bảo vật Phật môn, còn có cả mấy môn công pháp Phật môn, không biết cậu có hứng thú đi xem thử hay không?" Lục Lý đáp trả, "Ồ, điều này quả thật có chút hứng thú." Thấy Lục Lý không hề có ý định khước từ mình, lão liền dẫn cậu đi ngay trong đêm mưa ấy. "Được, vậy mời Lục Thủ Lĩnh đi theo lão phu, mấy thứ đồ đó để trong huyết đao điện của lão phu. Đợi sau khi xem xong, nếu Lục Thủ Lĩnh thích thì cứ việc cầm đi." không biết ở đâu ra lại xuất hiện một người tốt bụng tự nhiên cho không lục lý nhiều bảo vật quý như vậy chẳng hay lão lại muốn đổi lấy thứ gì từ người lục lý lục lý không hề suy nghĩ nhiều thêm liền đi theo ông ấy cậu nói vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh mờ ly nắm chặt lấy cánh tay cậu đòi đi theo huyết đao trưởng lão quả thật rất xin lỗi hôm nay vãn bối vẫn đang đưa phương mờ ly này đi hóng gió hay là lần sau vãn bối sẽ tới thăm hỏi ông lão này ấy vậy mà lại đồng ý ngay cho một tiểu cô nương lạ mặt đến huyết đao điện của mình chọn ngày không bằng gặp ngày, tiểu cô nương này đi cùng luôn nhé. Đừng có lại gần ta, khi không tặng lễ vật, không phải gian tà thì là đạo trích. Ngươi chắc hẳn là muốn dụ bọn ta cùng đi để giết chết hết nhỉ. Mờ ly hất tay lão ra, lớn tiếng nói. Nghe cô nói thẳng thừng như vậy, lục lý và cả lão huyết đao kia đều đứng hình, không nói một lời nào nữa. Gió trời bỗng trở nên mạnh hơn, âm khí ngày càng nặng nề. Trần Thiên cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng ông vẫn chưa có hành động gì huyết đao trưởng lão rút thanh đao sau lưng ra. Lục Lý phản ứng không kịp, trơ mắt cứng cả người, chết rồi. Lão ta vung kiếm một cái. Xé tan cả bầu trời đang u ám đó, cả đường kiếm chém bay cả mặt đất. Bầu trời bị chẻ ra làm đôi, ánh sáng đã xuất hiện. Không hiểu sao Lục Lý vẫn nguyên vẹn đứng đó, không sứt mẻ miếng nào. Cậu thở hồn hển, ta vẫn còn sống ư, đây chính là sức mạnh của Nguyên Anh, Đao đáng sợ quá, căn bản phản ứng không lại. Quanh người của Lục Lý xuất hiện một bức tranh đỏ bị đứt thành nhiều mảnh, dần dần lụi tàn. Lục Lý cũng không biết đó là gì, bức tranh này là. Lão ta cười nói, "Ái chà, Thiên Ma Sách, Mờ Minh Quỷ đế thế mà lại truyền Thiên Ma Sách trên người tiểu tử này để bảo vệ ư?" Nhưng mà sự bảo vệ này chỉ có thể chống đỡ được một lần công kích thôi. Tiếp sau đây, ánh mắt lão trở nên đáng sợ hơn, đúng như lời Mờ Ly đã nói, hắn ta không hề có ý tốt gì cả, thậm chí muốn giết luôn cả Lục Lý sau lưng hắn ta xuất hiện một hình bóng quỷ yêu khổng lồ cầm thanh đao to tướng màu đỏ lăm le trước mặt lục lý và mờ ly lục lý có phần lép vế sợ hãi cậu thầm tìm cách giải quyết vấn đề này trên trúc cơ là kim đan còn trên kim đan mới là nguyên anh uy áp vượt qua cả hai tầng chi viện vẫn chưa tới e rằng ta đã bị nghiền thành vụn rồi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không thể có thế này còn đánh cái khỉ gì chứ lão này là cùng một dục với hắn ư lục lý xoay mặt nhìn chấn thiên mồ hôi đã cậu đã nhễ nhại khắp người. Hơ hơ, lão phu dốc toàn lực uy áp mà vẫn có thể đứng được, quả thực là một hậu sinh hiếm có. Lúc này tên già cũng đã lộ bộ mặt thật. Chỉ đánh tiếc người chắn ở trước mặt quá nhiều người, không thể không chết. Lão cho con quỷ yêu sau lưng vung đao xuống giết cả lục lý và mờ ly. Hai người họ như cá nằm trên thớt, không thể chạy đường nào, đành chịu chết dưới tay lão già ấy. Xong đời rồi, lục lý mặt mày tím tái sợ hãi. Bục, một bàn tay quỷ khác đấm vào mặt tên quỷ đen xì đang vung đao chém giết lục lý con quỷ đó nhảy lên đấm thêm một cái làm quỷ đen té nhào bật ngửa lục lý che khói bụi trước mặt không hiểu vị ân nhân nào lại cứu mình một mạng đây lại là ha 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 con tưởng tiểu tử ngươi lợi hại thế nào cuối cùng cũng để lão tử nhìn thấy ngươi nhục nhã rồi là trấn thiên đã ra tay cứu cậu tên già huyết đao đã phun máu hắn bực tức nói trấn trấn thiên đại ma vương ông không phải có mâu thuẫn với tên tiểu tử này sao tại sao phải nhúng tay vào? Trấn Thiên Đại Ma Vương hừ một cái, gân xanh nổi lên chán. Hắn hại lão tử ăn bàn trước mặt mọi người, lão tử nhìn hắn trướng mắt. Nhưng không đồng nghĩa với việc ngươi có thể giết người của mờ minh quỷ tông trước mắt lão tử. Nói xong con quỷ đỏ liền búa thêm một nhát vào đầu đối thủ của nó. Làm đối thủ tử trận ngay tại chỗ. Lão huyết đao cũng trào máu liên tục, đứng còn không vững đừng nói chi mà phản kháng lại. Thân quỷ bị hủy, ngươi hiện giờ có mọc thêm cánh cũng khó thoát rồi. Đợi, đợi đã lão ta khóc dương chồng cầu xin chấn thiên tha mạng cầu xin ông tha cho ta quỷ đã cầm lão ta lên bỏ ngay vào miệng ăn tươi nuốt sống lão thế là toàn bộ công lực nguyên anh của lão già huyết đao đều thuộc về chấn thiên đại ma vương ừm cũng hơi thối một chút nhưng tốt xấu gì cũng là máu thịt của một nguyên anh sảng khoái chấn thiên thu hồi tân quỷ lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì lục lý chắp tay cúi đầu cảm tạ ông đa tạ chấn thiên đại ma vương ra tay cứu giúp ông giơ tay khiêm nhường nói Ngươi không cần cảm ơn ta, tông chủ phái ta tới chính là để tăng cường nhân lực bảo vệ ngươi, cũng coi như là phụng mệnh hành sự. Hừ, tên phế vật huyết đau lão tổ, nhiều năm đột phá không tới trung kỳ nguyên anh, sợ là sớm đã bị thiên tuyệt ma tông mua chuộc. Có lẽ là do chia của nam cung long mời tới, đừng để khi lão tử bắt được mình hắn, lão tử một chân đá gãy ba cái chân của hắn. Không ngờ lại phái nguyên anh tới ám sát ta, bọn chúng cũng thật là coi thường ta quá đi. Ha ha ha, ngược lại là nhiều phúc của ngươi lão tử đã ăn được một nguyên anh ăn no một bữa lão tử khá hy vọng có người ngày ngày ám sát ngươi trần thiên tay vỗ vỗ vai lục lý hào hứng nói đi đây ta sẽ bẩm báo chuyện này với tông chủ tông chủ có lẽ rất nhanh sẽ đích thân tới ngươi tự mình cẩn thận nói rồi trấn thiên đại ma vương phóng đi rất xa mờ ly tay vẫn giữ chặt lục lý dõi mắt theo trấn thiên rời đi mà nói người này thật kỳ lạ tính cách quả thật có chút cổ quái nhưng người khá tốt còn cả cô còn định nắm tay ta đến bao giờ vậy lục lý nói câu thẳng như ruột ngựa làm cô nương mờ ly đỏ mặt trong xoe mắt nhìn ta a a à, ta chỉ là muốn để ngươi chết trước mặt ta ngươi đừng hiểu lầm cô rút tay ngay lại ngựa ngùng lý do lý chấu với lục lý hồng lư chân quân từ trên trời phóng xuống cạnh cậu ta nghe nói có kẻ nguyên anh cảnh tới ám sát ngươi ngươi không sao chứ cô lo lắng hỏi han lục lý may nhờ có trấn thiên đại ma vương ra tay ta không sao không sao thì tốt tên lục lý này coi vậy mà cũng sát gái ghê gớm Mới đây mà đã có cô nàng nóng bỏng bay xuống vút ve. Cô nói tiếp, nhưng vẫn còn một chuyện, Dương Hư đã báo hết mọi chuyện trước khi tới rồi. Cửu đại ma môn truyền ngươi tới thẩm vấn. Cả Lục Lý và Trân Quân đều bước vào điện. Trân Quân nói, ngươi lần này thực sự là trói mắt quá, chơi trội hơn cả Thái Ma Tông và Thiên Tuyệt Ma Tông. Bọn họ trước nay không muốn để mờ Minh Quỷ Tông quật khởi, thế nên lần này chắc chắn sẽ mượn cớ này để làm việc khác. Lục Lý nói, là Thái Ma Tông và Thiên Tuyệt Ma Tông ở phía sau làm chuyện xấu xa ư trên quân đáp đúng vậy lát nữa vào trong cẩn thận chút bọn chúng muốn ngươi và dương hư nam cung long đối chất chắc chắn giở trò hãm hại ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động bước vào trong tất cả mọi người đang ngồi ngay bàn nam cung long thương tích đầy người nằm gần đó đứng kế là dương hư cả hai tên đang vô cùng căm phẫn liếc nhìn về phía lục lý trên bàn phía bên trái gồm huyết ảnh môn thiên tuyệt ma tông thái ma tông diệt tình đạo cửu u ma tông huyền phách tông hợp toan tông bạch cốt môn địa sát môn bất ngờ phía chủ tọa lục lý nghĩ người tới không phải nguyên anh cảnh thì là hóa thần cảnh trên nguyên anh cảnh một cấp là muốn giao ai phủ đầu với ta. chân quân mở lời cửu đại ma môn tề tự phô trương quá đi người không biết còn tưởng chúng ta đã đánh bại phật đạo thống nhất càng khôn nó sau đó thái ma tông thái thượng ma nhân hóa thần cảnh nói hồng lưu phu nhân lục lý ở phía sau cô thả tiên đạo thập kiệt đi bọn ta nghi ngờ hắn là nội gián thế nên triệu hắn tới để thẩm vấn có gì không được chân quân nói không có chứng cứ nói gì cũng vô ích. Lúc này, đầu bàn độc cô Phượng nói, được rồi, được rồi, ta không có rảnh nghe các ngươi tranh giành những chuyện này. Chúng ta tuy là ma giáo, nhưng cũng suy xét tới chứng cứ, hôm nay cửu đại ma môn muốn định tội lục lý này, vậy thì phải đưa chứng cứ ra. Dương Hư chấp hai tay thưa, bẩm thành chủ, ta chính là bằng chứng, đại chiến lần này, ta và Nam Cung Long vốn dĩ đã làm cho bốn người lăng kiếm xương bị trọng thương. Tùy ý là có thể bắt được bọn chúng, nhưng lại chính vào lúc này, lục lý không những ra tay thả bọn chúng, mà còn hung hăng ra tay giết ta và Nam Cung Long. Độc Cô Phượng nhìn Lục Lý chất vấn, "Lục Lý, ngươi có muốn giải thích gì không?" Lục Lý thản nhiên đáp, "Ngươi nói thế nào thì chính là thế đó ư? Ừ, hai kẻ phế vật các ngươi đến ta cũng đánh không lại còn làm trọng thương bốn người bọn chúng, thật là cười muốn rụng răng, ở đây sẽ không có kẻ ngốc nào tin đó chứ, không phải chứ, không phải chứ?" Trân Quân thì lấy tay che miệng khẽ cười còn Dương Hư bực tức dên lên, "Ngươi." Lúc này, Thiên Tuyệt Ma Tông, yêu ảnh lão quỷ, đập tay mạnh lên bàn nói: hỗn xược tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý chút cho ta độc cô phượng ra hiệu không sao lục lý ngươi nói tiếp đi tiếp lời lục lý nói ta thân là một thành viên của ma đạo thập kiệt vinh quang luôn muốn đối đầu với tiên đạo thập kiệt lúc đó ta đã làm bốn người lăng kiếm xương bị trọng thương nặng vốn định lấy bọn chúng làm con tin dụ tiên đạo lục kiệt khác tới trực tiếp bắt gọn một mẻ nhưng lúc này dương hư và nam cung long lợi dụng sơ hở muốn cướp chiếm chiến công ta mới bất đắc dĩ ra tay chống lại dương hư chỉ thằng mặt lục lý nói ngươi nói láo ra tay ngăn chặn mạnh như vậy đánh nam cung long tới mức gãy xương nát thịt thì chớ còn dùng đại di đà trưởng của đại lôi mờ tự ngươi thế này không phải nội gián thì là gì lục lý nhìn sang chỗ khác gãi mặt ấp úng nói ừm um, cái này à bỗng lục lý đáng sang chủ đề khác hỏi đúng rồi nhắc tới nam cung long hắn đâu vậy hắn không phải muốn đối chất trực tiếp với ta sao gọi ta đối chất mà người lại không có mặt còn có lý không còn có vương pháp không dương hư nổi điên quát lục lý ngươi cố ý phải không Nam Cung Long rõ ràng đang ở đây. Lục Lý tiến lại giả vờ hỏi, chẹp, trong cái bọc này là một người à? Nam Cung Long sôi máu, ngồi bật dậy nói lớn, Lục Lý ta giết người. Lục Lý né ra nói, chà, quả nhiên là Nam Cung sư huynh, huynh vẫn có tinh thần như vậy nhỉ? Lục Lý sát lại gần đặt tay lên người Nam Cung Long nói, Nam Cung sư huynh, bình tĩnh, cơ thể quan trọng, thấy huynh hồi phục tốt như vậy ta cũng yên tâm rồi. Nam Cung Long lại quát, đừng động vào ta, ta phải giết người yêu ảnh lão quỷ chỉ vào lục lý nói to đừng phí lời nữa nói đi ngươi tại sao phải đánh nam cung long của thiên tuyệt ma tông của ta tới mức bị thương như vậy không nói ra được nguyên do lão phu sẽ đánh ngươi thành phế nhân ở ngay tại đây nghiền xương thành cho bụi lục lý thở dài nói lý do cũng rất đơn giản thực ra bởi vì ta và nam cung sư huynh là tình địch anh đặt tay lên chán tỏ vẻ đau khổ nói vị cô nương linh quán của hợp hoan tông là người tình trong mộng của ta ta và cô ấy sớm đã hẹn ước chung thân nhất độ xuân phòng Nam Cung Long tức run người chỉ biết thốt: "Ta, à, người. Lục Lý nắm lấy tay Nam Cung Long nói tiếp: "Nam Cung sư huynh, mắt nhìn của huynh quả thực rất được cô nương linh quán." Hành động thân mật đó của Lục Lý khiến Nam Cung Long nhớ tới lời nói lạnh lùng mà Hương Trác đã dành cho cậu: "Phế nhân." Nói như vậy thì chàng không thể song tu cùng ta nữa, vậy ta đi đây, hẹn gặp lại." Nam Cung Long nhớ tới những lời này thì trái tim bé bỏng không thể chịu nổi được, đau lòng đến mức thổ huyết luôn rồi. Lục Lý nhìn Nam Cung Long đột nhiên bị như vậy thì cũng rất hốt hoảng vội vàng nói, ôi chào, các vị tiền bối, mọi người nhìn cho rõ nhá, ta không có làm gì hết. Sư huynh, ta đã nói từ trước rồi, bảo huynh đừng kích động, huynh xem giờ phải làm sao mới được đây. Thái Ma Tông, sư phụ của Dương Hư đột nhiên nổi đoá lên, lớn tiếng quát mắng lục lý, ngươi nói láo. Cho dù ngươi là tình địch của Nam Cung Long, vậy tại sao còn muốn tấn công Dương Hư? Hơn nữa ngươi thế mà lại vì một chút tình cảm riêng nam nữ mà làm đồng đạo bị trọng thương, coi nhẹ đại cục, ngươi rõ ràng là nội gián. Lục Lý bình thản đáp, là bọn họ ra tay trước, ta không ngờ chỉ hơi chống cự lại đã khiến bọn họ bị thương thành như vậy. Hơn nữa ta là người trong ma giáo, nếu biết lo nghĩ chu toàn cho đại cuộc, vậy sớm đã đi sang bên chính đạo rồi. Các vị có mặt ở đây đều là người tu hành nghìn năm, chút đạo lý này còn cần để ta dạy hay sao? Đột nhiên, một thân ảnh từ bao giờ đã đứng đằng sau Lục Lý rồi, người tỏa ra không ít sát khí với cậu. Thiên Tuyệt Ma tông hùng hổ muốn đánh Lục Lý, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, tên tiểu quỷ thối tha không có quy tắc nhưng đòn đánh này của ông ta đã bị hồng lưu chân quân nhanh chóng chặn lại thiên tuyệt ma tông trầm giọng nói hồng lưu tránh ra hôm nay ta phải dạy dỗ cái thứ không biết lớn nhỏ này hồng lưu chân quân khó chịu đáp hừ nói dễ nghe thì chẳng qua chỉ là môn đồ của mình chịu nhục nhã không nuốt trôi được nên vội vàng tiểu bối với nhau tranh đấu vì tình kỹ năng không bằng người khác có gì hay để nói bây giờ còn ra tay với một chút cơ thiên tuyệt ma tông thật là không biết xấu hổ hôm nay có ta ở đây đừng ai hòng động vào hắn một sợi lông độc cô phượng ngồi ở ghế chính lớn tiếng nói dừng tay hai người họ nghe vậy cũng vội thu chiều lại độc cô phượng chậm chậm nói hồng Lư phu nhân nói có lý đã không đưa được ra bằng chứng khác thì giải tán đi bản tọa rất bận còn phải vội quay về thành vạn ma xử lý công việc huyết ảnh muôn chợt lên tiếng đợi đã bà chậm chậm nói tạm thời không nhắc tới vấn đề của lục lý bây giờ điều quan trọng nhất là phương âm lê giao phương âm lê ra đây đi các vị tông chủ cũng thi nhau hùa theo nói âm minh quỷ tông không thể độc hưởng phương âm lê đúng vậy giao ra đây phương âm lê nên do thập đại ma môn cùng xử lý chẹp 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 chúng ta vừa hay dùng phương âm lê này làm lớn chuyện chấn áp sĩ khí tiên minh huyết ảnh môn nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn hồng lưu chân quân nói hồng lưu phu nhân tiểu bối không hiểu chuyện cô cũng sẽ không không biết đại cục chứ hồng lưu chân quân nghe bà ta nói vậy thì chợt nghiêm mặt nhìn chằm chằm bà ta lục lý từ phía sau trực tiếp tiến lên một bước dõng dạc tuyên bố ta giao cái con khỉ Phương âm lê là do ta bắt về, dựa vào đâu mà giao cho các người. Cậu không chút kiên nể mà mắng thẳng vào mặt mấy vị tông chủ ở đây, đại cục, buồn cười. Người trong môn phái các người không có khả năng bắt người, bây giờ thèm muốn cậy giả lên mặt. Giờ trò uy phong với một tu sĩ trúc cơ như ta. Thái ma tông lạnh giọng lên tiếng cảnh cáo cậu, tiểu tử, ngươi đừng càn quấy bậy bạ. Giao phương âm lê ra đây, nếu không, âm minh quỷ tông các người đừng hòng có chỗ đứng trong thập đại ma môn. Nhưng lục lý căn bản để ngoài tai lời nói của ông ta, tiếp lời nói, "Hừ, ai thèm thập đại ma môn. Bọn ta tự mình thành lập một thập đại ma môn mới, cùng lắm thì cá chết lưới rách, quay lại phá hủy ma trận thượng cổ, để tiên minh xông vào giết chết. Mọi người cùng nhau trở thành chó giết chủ, tuyệt quá đi thôi." Hồng Lưu chân quân cũng có chung suy nghĩ như Lục Lý, lời nói nhẹ nhàng cất lên nhưng mang đầy sức nặng, nhắc nhở bọn họ có vài người trước khi nói thì nên suy nghĩ cho kỹ. "Ta không có rảnh lãng phí thời gian ở chỗ này với các người. Lục Lý, chúng ta đi." Lục Lý liền đáp, "Vâng." Thái Ma Tông đứng phát dậy, lớn tiếng quát, không giao người, hôm nay đừng ai hỏng đi. Lục Lý chỉ lạnh giọng đáp lại một câu, ta sẽ không giao người. Thành chủ độc cô ở đây, đi hay không cũng không đến lượt ông quyết. Thái Ma Tông biết không làm gì được Lục Lý nên vội tính đến bài trao đổi, đợi đã, trao đổi thì được nghỉ. Chỉ cần âm minh quỷ tông giao phương âm lê ra, có yêu cầu gì cũng có thể đưa ra. Lục Lý mỉm cười hài lòng khi biết mục đích của mình đã đạt được, nói vậy từ sớm không phải xong rồi sao cậu cũng không muốn mất thêm thời gian nữa trực tiếp đi vào vấn đề lục lý lớn tiếng nói đã như vậy âm minh quỷ tông ta chỉ muốn làm chủ là người đưa ra quyết định trong đại chiến tiên ma độc cô phượng nghe cậu nói vậy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng phụt. thái ma tông lập tức từ chối không được đổi yêu cầu khác lục lý liền bày ra bộ mặt tiếc nuối nói chà vừa rồi còn nói yêu cầu gì cũng được làm không được thì đừng có tùy tiện giả vờ ngầu vậy ta lùi một bước đưa hết thiên ma sách của cửu đại ma muôn các người cho âm minh quỷ tông ta đi thái ma tông vẫn chưa chịu đồng ý đổi cái khác lục lý vội quay người rời khỏi đây chắn nản nói thế này cũng không được thế kia cũng không xong còn nói cái cóc khỉ gì thái ma tông buộc phải lùi một bước trước cậu đợi đã ta dùng một đạo khí để đổi ngươi xem thế nào lục lý có chút kinh ngạc khi ông ta chấp nhận làm vậy lời này là thật ư nhưng câu nói tiếp theo của ông ta khiến lục lý lập tức mất hứng nói chuyện luôn rồi tiểu tử Thái Ma Tông ta đang chuẩn bị luyện chế một đạo khí, chắc mất khoảng 3 đến 5 nghìn năm. Sau khi luyện thành sẽ đích thân đưa cho người sau, ngươi giao phương âm lê ra trước. Lục Lý nghe xong chỉ biết cạn lời với ông già này. Cậu liền giơ ngón tay cái lên, bày tỏ sự nể phục ông ta, lục mỗ ta làm người bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên gặp được người còn mặt dày hơn cả ta. Thật đúng là mở mang, ông mới là cao thủ thực sự đó. Cậu vội quay người rời đi, các ngươi đã có thể mặt dày vô sỉ như vậy, Vậy thì đợi đạo khí của các ngươi luyện xong thì ta sẽ giáo phương âm lê vậy, mong rằng tới lúc đó cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Đương nhiên, nói không chừng Huyền Thiên Quan sẽ hào phóng một chút, đi trước một bước dùng đạo khí để trao đổi. Mấy vị ma môn kia ở phía sau chỉ biết cắn răng nhìn cậu rời đi mà không làm gì được. Độc Cô Phượng vui vẻ đứng dậy nói, "Được rồi, được rồi, đã như vậy thì mọi người hãy giải tán đi." Lúc này, Nam Cung Long đột nhiên gắng gượng đứng dậy lên tiếng đề nghị, "Đợi đã." Lục Lý ta muốn tiến hành đối chất linh hồn với ngươi. Độc cô Phượng nghe xong chỉ biết mệt mỏi thở dài một tiếng. Lục Lý mặt lạnh tanh hoành lại nhìn hắn, đối chất linh hồn. Hồng Lư chân quân từ tốn lên tiếng giải thích cho cậu, đối chất linh hồn là một kiểu tà thuật ma đạo, khế ước linh hồn một khi được cắm vào linh hồn hai bên thì không cách nào nói dối đối phương, nhưng thông thường chỉ có giữa đạo lữ mới dùng đến. Lục Lý nghe chân quân nói vậy thì rất ngạc nhiên, ấy. Cậu nhìn Nam Cung Long bằng ánh mắt dè dặt nói, Nam Cung sư huynh, ngu của ta không có mặn như vậy đâu. Nam Cung Long lớn tiếng quát, ngươi bớt sửa trò ở đây đi. Hắn hướng các vị trưởng lão và thành chủ lớn tiếng tố giác lục lý, các vị trưởng lão, thành chủ độc cô, lục lý này nhất định là nội gián, ta muốn đối chất linh hồn với hắn. Lục lý mỉm cười chấp thuận ý nguyện của hắn, được thôi. Tuy rằng khó xử, nhưng Nam Cung Sư Huynh đã muốn tìm hiểu kỹ về ta như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể thuận theo thôi. Độc cô Phượng trực tiếp ra điều phối màn đối chiếu linh hồn này của hai người bọn họ, hai bên đều đã đồng ý, Vậy bắt đầu đi, nặn một giọt máu ra. Lục Lý cùng Nam Cung Long liền nhỏ một giọt máu của mình ra. Bước tiếp theo, độc cô thành chủ liền dùng bí thuật cho hai giọt máu đó hòa quyện thành một. Huyết khế, ngưng, một bàn ma thuật được tạo ra giữa hai người bọn họ. Lục Lý khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ, pháp tra hỏi của hộ kinh trưởng lão lần trước bị ta ngăn chặn lại, lần này. Tinh, hệ thống chính thức được thiết lập, Lục Lý nở một nụ cười tự tin nhìn Nam Cung Long, trộm nghĩ, ta còn sợ ư. Độc Cô Thành Chủ khẽ lên tiếng nói, "Bắt đầu đi." Nam Cung Long lập tức hỏi Lục Lý, "Lục Lý, ngươi có phải là nội gián của Phật đạo hay không?" Lục Lý dứt khoát đáp, "Không phải." Nam Cung Long liền chuyển sang câu hỏi thứ hai, "Vậy ngươi cố ý thả bọn lang kiếm xương đi có phải là nghĩ cách cứu viện đồng bọn hay không?" Lục Lý lại đáp, "Không phải." Nam Cung Long lại hỏi, "Ngươi có từng nghĩ phản bội rời khỏi Ma môn không?" Lục Lý vẫn bình tĩnh đáp, "Trước nay chưa từng có." Nam Cung Long đột nhiên tức giận, hét lớn, "Chuyện, chuyện này không thể nào!" ngươi nói dối hồng lư chân quân từ tốn lên tiếng được rồi chuyện đã tới mức này có thể trả lại sự trong sạch cho lục lý rồi nhỉ nhưng nam cung long vẫn không chịu từ bỏ hắn sân sổ đến túm lấy cổ áo lục lý lục lý ngươi rốt cuộc có phải thật sự từng cùng song tu với linh quán hay không lục lý bình thản đáp đúng vậy còn tiện bồi thêm một câu khiến nam cung long triệt để chết tâm hơn nữa cô ấy còn nói ngươi không ổn lắm nam cung long liền bị mấy lời này của lục lý làm cho mất tinh thần cái gì không ổn lắm Lục Lý ghé sát tai Nam Cung Long, nhỏ giọng nói, ngoại trừ tốc độ, cái gì cũng đều không ổn. Nam Cung Long như mất hết lý trí, điên cuồng hét lớn, "Không phải như vậy, không phải như vậy." Độc Cô Thành Chủ nghe mấy lời này của hai người họ nhịn cười muốn tắc thở luôn mất, bụt. Nam Cung Long bị mấy lời nói chấn động đó của Lục Lý làm cho sốc phản vệ tại chỗ luôn rồi. Cơ thể không ngừng run rẩy, dãy dụ khiến Dương Hư cũng phải khiếp sợ. Dương Hư bàng hoàng nói, "Chết, chết rồi, huynh ấy bị Lục Lý làm cho tức chết rồi." thiên tuyệt ma tông chứng kiến môn đồ của mình chết tức tuổi như vậy thì lập tức nổi giận lao tới đánh lục lý ngươi đi chết đi nhưng ông ta còn chưa kịp đụng đến một sợi tóc của lục lý đã bị một thanh kiếm chắn ngang chủ nhân của thanh kiếm đó không ai khác chính là độc cô thành chủ cô lạnh giọng nói ở trong thành vạn ma của ta không ai được tùy tiện giết người thiên tuyệt ma tông vội phản bác độc cô phượng nơi này không phải là thành vạn ma của cô độc cô phượng không hài lòng với câu nói này của ông ta cau mày nói cái gì chứ hoàng thiên hậu thổ phồn tinh lãng nguyệt đều thuộc thành vạn ma thiên tuyệt ma tông trầm giọng hỏi độc cô phượng chuyện hôm nay cô cũng muốn binh vực hắn à độc cô thành chủ bình thản nói sao vậy yêu ảnh lão quỷ ông là muốn thử kiếm của ta ánh mắt cô lập tức nghiêm lại có chém được hóa thần hay không à thiên tuyệt ma tông cứng họng không nói thêm được lời nào cô thạnh quá chỉ biết quay người đi vào trong hừ, lão phu sẽ nể mặt thành chủ cô độc ông ta chợt dừng lại Mạnh lại nhìn Lục Lý bằng ánh mắt đầy sắc khí, lạnh giọng nói, "Thù ngày hôm nay, ta ghi nhớ rồi. Tiểu tử, lần sau không ai cứu được ngươi nữa đâu." Lục Lý cũng khá bất ngờ khi ông ta lại dễ dàng từ bỏ như vậy, đường đường là một trưởng lão hóa thần thế mà lại nhát gan như vậy ư? Ừ. Độc Cô Phượng này không hổ là người có thể chiếm núi ở Vạn Ma Sơn xương vương, lập thành làm chủ. Thật kiên cường, Lục Lý ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn thân ảnh trước mắt mình. Độc Cô thành chủ mỉm cười quay lại hỏi Lục Lý, "Hử, ừ, tiểu tử ngươi vẫn không nỡ đi sao lục ý liền cúi đầu cảm tạ thành chủ he đương nhiên là muốn đa tạ thành chủ ra tay chủ trì công đạo trước khi đi cậu không quên chọc ngoái mấy người kia thêm vài câu âm minh quỷ tông ta còn có việc xử lý các vị tiền bối đạo hữu sau này gặp lại nhé thiên tuyệt ma tông không làm gì được cậu chỉ biết đập bàn cho đỡ tức chật lục lý cũng chân quân đã về đến diện diêm ma cậu mệt mỏi vươn vai một cái hai hôm nay thật là mệt chết ta rồi Hồng Lưu Chân Quân đột nhiên bờ má không hiểu sao lại ửng hồng, ngại ngùng lên tiếng. Lục Lý, những lời ngươi nói vừa rồi đều là thật sao? Lục Lý nghe cô nói vậy thì có chút khó hiểu. Hả? À, lời nào? Hồng Lưu Chân Quân vội vàng đáp, chính là những lời ngươi nói với Nam Cung Long khi huyết khế, còn cả chuyện với Linh Quán. Lục Lý mỉm cười, gãi đầu ngại ngùng nói, à, là những lời nói đó à, đều là nói dối thôi. Hồng Lưu Chân Quân nghe cậu nói vậy thì rất hài lòng, thờ phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt nhưng cô chợt nhận ra một điểm bất thường ở đây, không đúng, vậy thế là thế nào? Dưới huyết khế, ngươi thế mà lại không bị ảnh hưởng. Dựa vào mình ngươi, không thể nào chống lại huyết khế, lẽ nào là vị thành chủ thành vạn ma, độc cô Phượng đã gian lận. Lục Lý vội tránh ánh mắt thăm dò của chân quân, khẽ đáp, có thể là vậy. Nhưng bên trong thì rất lo lắng, phiền phức rồi. Chuyện của hệ thống không thể nói ra bên ngoài. Câu trả lời này của Lục Lý khiến chân quân chợt nghiêm túc lại mà suy xét, gian lận dưới con mắt đại năng của cửu đại ma môn, Xem ra tin đồn là thật, vị thành chủ độc cô Phượng này thật sự có cương lĩnh chung của thiên ma sách. Lục Lý nghe vậy thì tò mò hỏi, cương lĩnh chung? Hồng Lưu chân Quân nghiêm mặt đáp, đúng thế, thiên ma sách có tổng cộng 10 quyền. Thập Đại Ma Môn từng có ý định để 10 quyền thiên ma sách hòa hợp. Mưu đồ do xét bản nguyên thiên ma, nhưng lại không có bất cứ chuyện gì xảy ra, dường như là thiếu mất một quyền. Và quyền bị thiếu đó chính là cương lĩnh chung. Bây giờ xem ra, có lẽ là ở trong tay vị thành chủ độc cô đó. Lục Lý trong lòng vội suy tính, còn có cả chuyện này. Câu trả lời lúc đó của ta thật ra có không ít sơ hở. Thế này xem ra có thể lấp liếm chuyện cũ, dẫu sao không ai dám gây phiền phức với thành chủ đó. Đột nhiên, có một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, Lục Lý, bỏ ra đây. Có hai người vác kiếm đến đang đợi bên ngoài, Hồng muốn giết cậu, tiểu tạp chủng Lục Lý, đền mạng cho con trai ta. Hồng Lưu chân Quân phán đoán, xem ra là cha mẹ của Nam Cung Long tới trả thù rồi. Lục Lý bình thản nói, đến cũng nhanh thật. Hồng Lưu Chân Quân liền ra mặt trước, khó chịu nói: thật là không biết điều, thật sự coi Âm Minh Quỷ Tông ta dễ bắt nạt ư? Ta đi coi thử. Nhưng Hồng Lưu Chân Quân chưa cần xuất hiện thì đã có một người khác ra mặt rồi. Ha ha ha! Nam Cung Tà, ông ở đây gào to như vậy làm gì? Người đó không ai khác chính là Quỷ Ma Chân Nhân, sư phụ của Lục Lý. Ông lớn tiếng nói, khóc la khóc lóc, gọi hồn cha mẹ ông à? Nam Cung Tà điên cuồng mà lao lên, Quỷ Ma Chân Nhân, đồ đệ của ông giết chết con trai ta, hôm nay ta sẽ giết ông trước, sau đó chém đổ đệ ông, đền mạng cho con trai ta. Nam Cung Tà nhanh chóng tiếp cận quỷ ma chân nhân. Dứt khoát tung một nhát kiếm về phía sư phụ của Lục Lý. Nhưng chiêu thức này căn bản chỉ là mũi đốt y nốc so với năng lực của quỷ ma chân nhân. Ông vẫn hùng dũng đứng đó như một vị thần. Quỷ ma chân nhân dễ dàng áp chế đòn đánh của Nam Cung Tà, trầm giọng nói, chút trình độ này còn mềm hơn cả món chân giò bà nội của ta hầm. Vậy mà cũng dám tới âm minh quỷ tông ta báo thù à quỷ ma chân nhân khẽ nhếch miệng nói, gọi ta tiếng ông nội, nói không chừng ta còn có thể chỉ điểm cho ngươi vài chiêu. Dứt lời, quỷ ma chân nhân liền tung chiêu, phản đòn Nam cung tà. Nguồn sức mạnh của ông ta mạnh như một cơn bão tố, muốn cuốn bay tất cả mọi thứ xung quanh. Nam cung tà bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Ông ta nhanh tay dương cây kiếm của mình ra, gắng sức chặn lại đòn tấn công của quỷ ma chân nhân. Cùng lúc đó, vợ của ông ta cũng bay lên, tới giúp đỡ chồng mình. Nhờ có thêm sự trợ giúp của vợ, Nam Cung Tà mới có thể tránh được đòn đánh vừa rồi của quỷ ma chân nhân. Hai người bọn họ lập tức song kiếm hợp bích phản công, cùng lên. Hai cây kiếm của hai người bọn họ như hòa làm một, liên thủ tấn công trả đũa quỷ ma chân nhân. Quỷ ma chân nhân chỉ lạnh giọng nói một câu, song đao hợp bích, tới hay lắm. Quỷ ma chân nhân cũng nhanh chóng khai triển pháp bảo của mình, côn bằng thôn thiên. Ngay lập tức, như thể có một con cá mập khổng lồ đầy hung ác xuất hiện. Nam cung tà trông thấy nó liền cau mày nói với vợ mình, không ổn, pháp quyết này kỳ dị quá, mau né ra. Hai người bọn họ lập tức đẩy nhau ra, mỗi người tránh sang một bên. Côn bằng thôn thiên của quỷ ma chân nhân vẫn cứ điên cuồng ma lao về phía hai vợ chồng Nam cung tà. Với sức lực của hai người bọn họ vẫn chưa chắc có thể đấu lại được quỷ ma chân nhân. Bà vợ khẩn trương nói, cứ tiếp tục như vậy thì không có phần thắng. Nam cung tà vội đáp, chuồn trước. Hai người họ nhanh chóng chạy khỏi đây, vẫn còn sức để cảnh cáo lục lý, quỷ ma chân nhân ngươi và đồ đệ của ngươi đi đêm lo mà giữ mạng đi quỷ ma chân nhân không nhịn được mà chửi một tiếng ta nhổ vào nam cung ta ngươi đừng để ta tìm được mộ con trai ngươi nếu không ta nhất định sẽ đào lên làm nhà xí lục lý ở bên dưới chăm chú nhìn sư phụ của mình thầm nghĩ có thể ép hai người trung kỳ nguyên anh rút lui không hổ là người đã đắc tội với bảy tầng kim đan ma môn giải quyết xong hai vợ chồng nhà nam cung tử quỷ ma chân nhân liền đáp đất xuống lục lý trông thấy ông vội cúi đầu chào đệ tử lục lý bái kiến sư tôn quỷ ma chân nhân trầm giọng đáp miễn lễ miễn lễ ông nhìn lục lý cười lớn nói ha 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 lục lý lần này ngươi làm rất tốt một mình độc chiến với thập kiệt tiên đạo còn bắt về một tên làm rạng rỡ danh tiếng của âm minh quỷ tông ta làm vi tôn nở mày nở mặt lục lý được sư phụ khen thì lập tức trở nên vui vẻ mỉm cười đáp đều là do sư tôn dạy dỗ tốt chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới tu vi sơ kỳ nguyên anh vừa rồi của sư tôn ép lui hai trung kỳ nguyên anh mới là chấn kinh ma đạo uy phong bát diện, danh dương thiên hạ. Hai sư trò nhà họ người tung kẻ hứng, cứ trò khen một câu thì sư phụ lại chẳng ngại mà nhận ngay, ha ha ha, được rồi. Người không cần tâng bốc sư vi, sự tài giỏi của vi sư, tự ta biết rõ. Lục lý cũng vội đáp lại, vậy cũng phải để người trong thiên hạ biết mới được. Quỷ ma chân nhân cũng không chút ngại ngùng mà đáp, cũng đúng, ha ha ha. Hồng lư chân quân như bóng đèn đứng giữa vở kịch của hai sư trò bọn họ thì chỉ biết bất lực nghĩ thầm, xem ra lục lý mặt dày đều là học từ ông ấy quỷ ma chân nhân hài lòng vỗ vai lục lý một cái khen lấy khen để lục lý ngươi lập được công lớn tông môn ủy thác cho vi sư tới khen thưởng ngươi vi sư tự đưa ra chủ ý đã thay ngươi xin một bảo vật vô thượng lục lý nghe vậy thì lại càng vui vẻ hơn đệ tử đa tạ sư tôn quỷ ma chân nhân thấy cậu có vẻ không tò mò lắm về bảo vật mà ông nhắc tới thì liền thắc mắc ồ ngươi không nghe thử là bảo vật gì sao ngộ nhỡ là bảo vật không phù hợp há chẳng phải sẽ thất vọng cực lớn sao lục lý ánh mắt đầy tôn kính sư tôn dõng giạc đáp sư tôn tính toán như thần nhìn xa trông rộng nho nhã hiền hòa tấm lòng rộng lớn anh tuấn phi phàm đầu đội trời chân đạp đất mê hoặc trùng sinh sao có thể chọn nhầm bảo vật thay cho đệ tử được cơ chứ hơn nữa sư tôn từ xa tới đệ tử cảm kích còn không kịp sao lại chế ghét một chàng thơ văn lai láng được lục lý bịa ra để nịnh hót ông ta ông ta không biết trong lòng cậu đang khẩn trương đến mức nào đâu đưa nhanh đi ta bịa không nổi nữa rồi Quỷ ma chân nhân được lục lý dành cho những lời khen có cánh như vậy thì thực sự quá sung sướng rồi. Lần đầu tiên trong đời thấy ông ta nở một nụ cười tươi đến như thế, ha ha ha, vi sư không có thu nhận nhầm đồ đệ nhà ngươi. Ông ta liền lấy ra món bảo vật kia, cầm lấy đi, đây là một lá bùa lục tự chân ngôn, chấn áp thiên ma, phù hợp cho người dùng để tu luyện thiên ma nhị thập tam kiếm nhất. Lục lý vội nhận lấy món bảo vật đó từ tay ông ta. Cậu liền mở lá bùa ra coi, lòng thầm nghĩ, bút vận mạnh quá, vừa nhìn đã biết không phải do người phàm viết. Hóa ra trên đời này cũng có lục tự chân ngôn. Trên lá bùa có ghi một dòng chữ, Úm um Mani bát minh hồng. Lục Lý vội lật lại coi dòng chữ ở mặt sau, đằng sau còn có. Nhưng dòng chữ được ghi trên mặt sau thực sự khiến cậu kinh ngạc tột độ. Lục Lý nghi hoặc nghĩ, chú giải phiên âm. Biểu cảm của cậu chợt thay đổi, lo lắng nghĩ, không đúng, ta cũng từng đọc qua không ít sách ở nơi này, chưa từng nhìn thấy có phiên âm, thậm chí ngay cả một chữ cái cũng chưa từng thấy, lẽ nào trong thế giới này còn có người khác xuyên không sao. Lục Lý vội hỏi hai người đang có mặt ở đó là quỷ ma chân nhân và hồng Lưu chân quân, sư tôn, chân quân, hai người biết ký tự phía trên này là gì không? Hai người bọn họ liền ghé sát lại, nhìn chăm chằm vào dòng ký tự trên rồi lần lượt trả lời, ừ, vi sư chưa từng nhìn thấy ký tự kỳ quái như vậy, ta cũng chưa từng nhìn thấy, có lẽ là ký tự thượng cổ nào đó. Quỷ ma chân nhân vội hỏi ngược lại lục lý, sao thế, lẽ nào lá bùa này có vấn đề? Lục Lý liền nở một nụ cười thật tươi, làng tránh đi câu hỏi kia của sư tôn. Không không không, đệ tử chỉ là tò mò, giữa tông môn sao lại có kiểu lá bùa chân ngôn Phật môn này. Quỷ ma chân nhân nghe vậy thì từ tốn nói, cái này có gì kỳ lạ đâu, tranh đấu lâu như vậy, chém giết cướp của, chiếm hữu vô số vật của Phật môn. Huống hồ người của ma đạo giỏi nhất chính là khai quật mộ phần, nói không chừng có người chạy tới bên Phật môn đào mấy cái tháp lâm của hòa thượng, tìm được lá bùa này. Lục Lý cũng không bàn thêm gì về lá bùa này nữa, chỉ cúi đầu cảm tạ sư tôn hóa ra là vậy đệ tử đa tạ sư tôn quỷ ma chân nhân khẽ xoa đầu cầu giọng từ tôn nói được rồi được rồi không cần đa lễ nữa vi sư quả thật hiểu không có nhiều về vật của phật môn ngươi ngộ tính rất cao vi sư tin rằng ngươi có cách để tự mình lĩnh ngộ lục lý cao mày thầm nghĩ xem ra chỉ có thể tự mình sau này để ý thêm một chút quỷ ma chân nhân lúc này mới nhớ ra bản thân vốn còn một người đệ tử nữa liền liếc nhìn xung quanh mà tìm kiếm cậu đúng rồi bạch kim phi đầu tiểu tử hắn lại chết trên giường nữ nhân nào rồi vừa dứt lời thì tào tháo lập tức xuất hiện bạch kim phi trên người không đủ vải từ đâu chạy sồng sộc tới sư tôn cậu vội quỳ xuống chân sư tôn đáp lễ đệ tử bạch kim phi bái kiến sư tôn chậm chạp tới trễ vẫn mong sư tôn tha tội quỷ ma chân nhân vốn biết tính cậu nên cũng không để bụng làm gì được rồi được rồi nhưng không quên nhắc nhở nhẹ bạch kim phi vài câu miệng mỉm cười nói nhưng mỗi lời phát ra đều khiến người nghe thấy lạnh gáy sư đệ ngươi gặp phải nguyên anh kích sát còn bị cửu đại ma môn thẩm vấn. Thấy ngươi không sao lại còn chơi rất vui vẻ, vi sư yên tâm rồi. Bạch Kim Phi nghe xong mấy lời này của sư tôn thì cuống cuồng hỏi han lục lý, bị Nguyên Anh kích sát, đệ đệ, đệ không sao chứ. Lục lý cùng hồng Lưu chân quân chứng kiến cảnh diễn giả chân này của Kim Phi thì chỉ biết bất lực mà thinh lặng, mặc cho cậu thỏa sức nhập tâm. Lục lý bình thản đáp một câu khiến Bạch Kim Phi nghe xong muốn té ngửa tại chỗ luôn, không sao, chỉ là suýt chút nữa thì chết mà thôi. Hà hà hà, Bạch Kim Phi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoang mang. Sư phụ ở phía sau với giọng nói băng tuyết chợt cất lên, "Kim Phi à, Ngự Quỷ Hóa kiếm quyết của ngươi tu luyện đến tầng thứ hai viên mãn, xem ra là sắp tụ đan rồi nhỉ?" Bạch Kim Phi được sư phụ quan tâm đột xuất thì không biết nên vui hay nên buồn nữa, miệng lắp bắp đáp, "Vâng, sư tôn." Quỷ Ma chân nhân ghé sát vào tai cậu, trầm giọng nói, "Vậy vi sư phải chỉ điểm thật kỹ cho ngươi rồi." Bạch Kim Phi run rẩy nhìn ông, cố nở một nụ cười tươi nhất trấn an tinh thần, khó khăn đáp, "Vâng, sư tôn." Quỷ ma chân nhân trực tiếp lôi Bạch Kim Phi đi, vội nói mấy câu nhắc nhở Lục Lý, vi sư còn có việc phải đi làm, không ở lại thêm nữa. "Lục Lý, ngươi về tu luyện đi, nhớ kỹ, sau này xuất môn phải cẩn thận hơn nhé." Bạch Kim Phi bị ông lôi đi chỉ biết khóc ròng, ra hiệu cho Lục Lý cứu mình. Lục Lý chỉ trầm giọng nói một câu, "Bảo trọng nhé, sư huynh." Lục Lý lại trở về căn phòng của mình. Cậu vẫn canh cánh về lá bùa kia, Lục tự chân ngôn này đã tồn tại, nói không chừng trên đời này còn có những kim Phật như Kim Cang Kinh. A Di Đà Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh tồn tại. Tới lúc đó công pháp không chừng có thể tiến hóa thêm nữa. Nghĩ đến đây, Lục Lý không khỏi chán nản mà thở dài một tiếng, đáng tiếc manh mối đứt gãy rồi, vẫn nên dừng luyện một hồi trước đã rồi tính sau vậy. Lục Lý liền đổi sang nghiên cứu cách dùng lá bùa này. Cậu thử ướm lên chán mình, thầm đoán, đã là lá bùa, dùng như thế này chắc cũng được nhỉ. Lập tức, lá bùa liền linh nghiệm trên cơ thể của Lục Lý. Hệ thống cũng vang lên thông báo ngay sau đó, đại lực kim cang pháp chú của bạn đại uy thiên long pháp chú cảm nhận được vô thượng phật lực gia trì bước vào trạng thái đốn ngộ hiệu quả tu luyện nâng lên 10 .000%. kim cang bất hoại thần công của bạn cảm nhận được vô thượng phật lực gia trì bước vào trạng thái đốn ngộ hiệu quả tu luyện nâng lên 10.000%. đại như lai phật trưởng của bạn cảm nhận được vô thượng phật lực gia trì tươi mới bước vào trạng thái đốn ngộ hiệu quả tu luyện nâng lên 50.000%. phần bạn có được vô thượng phật lực gia trì chư tà bất xâm lục lý hài lòng nghĩ tăng lên trăm lần quả nhiên là một thứ đồ tốt hơn nữa quả nhiên có hiệu quả chấn áp tà vật nếu thế này thì hà không phải có thể trợ giúp ta luyện chế thiên ma kiếm lục lý lớn tiếng hô một cái mở thiên ma kiếm lập tức được mở ra rất nhiều côn trùng ma cũng bay đến chỗ cậu lục lý mỉm cười hài lòng nói đến tốt lắm cậu khẩn trương tu luyện thiên ma kiếm có rất nhiều côn trùng ma bay quanh và bị giam giữ lại bởi những chiếc xích linh lực do thiên ma kiếm tạo ra Lục Lý khẽ nhếch miệng nói, như vậy thì có thể luyện chế một vạn thanh phi kiếm. Lục Lý khi này đang luyện võ công, sắc mặt cậu ta trông không được tốt cho lắm. Không, không ổn rồi, bị ép khô rồi, thật sự là không còn giọt linh khí, nào nữa rồi. Có lẽ sinh lực đã cạn kiệt khiến cho câu nói của Lục Lý cũng không được trọn vẹn. Một lúc sau cậu ôm mặt thở phào, cậu như đang chăn trở về điều gì đó. Hai, cảnh giới vẫn là không đủ, bây giờ chỉ ở mức của bốn lệ cảnh, chỉ liên tiếp luyện chế 10 ngày thì đã tới hạn cực hạn nghỉ ngơi chút trước đã rồi tính dẫu sao cứ tiếp tục như vậy cuối cùng thì lục lý cũng lựa chọn không suy nghĩ thêm nữa để đưa tâm hồn về trạng thái thư giãn cùng lúc đó cô gái đang loay hoay luyện công bên cạnh cậu cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng khiến cho cho lục lý cũng phải tái mặt đừng tăng ca không muốn tăng ca đừng tăng ca không muốn tăng ca lục lý nghĩ thầm thiên ma nhị thập tứ kiếm e là sẽ tạo phản cậu liền nhẹ nhàng thốt lên đúng rồi ta nhớ trong thời gian luyện hóa ma kiếm hình như xảy ra chuyện gì ý nhỉ sau đó, cậu nhanh chóng mở màn hình lên hệ thống lên và tra cứu gì đó rất tập trung. Màn hình hệ thống xuất hiện lên dòng chữ như sau: Âm Dương Hỗn Nguyên Côn bằng ma thần công của bạn bởi vì quá thèm ăn, không thể không đi ra ngoài tìm kiếm linh khí chiếm đoạt. Âm Dương Hỗn Nguyên Côn bằng ma thần của bạn đã chiếm đoạt một sợi Hỗn Độn chi khí trong Hoàng Đình Đạo Cung, ăn uống no say, vi vi tăng lên cao, tiến độ tăng lên 25%. Lục Ly thấy vậy thì ngạc nhiên mà thốt lên. Hỗn Độn chi khí đây không phải là bảo vật cực cần thiết mà luyện hư đại năng tu luyện vô thượng công pháp sao trộm đến nhà đại năng nào rồi phản bác một hồi cậu rơi vào thế trầm tư và tiếp tục suy nghĩ không đúng hỗn độn chi khí là một loại tiên thiên chi khí còn có phương thức xuất hiện là sinh ra cũng với đạo khí lẽ nào âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công tìm được nơi của đạo khí rồi ư hoàng đình đạo cung sáng hôm sau khi lục lý vừa mới bước ra ngoài tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm bình minh thì có một cô gái xuất hiện và vọng lên lục lý ngươi xuất quan rồi à? Nghe thấy có tiếng gọi cậu liền tiến lại gần chào hỏi và trò chuyện cùng cô gái đó, cô gái xinh đẹp liền bắt chuyện. Xem ra người tu hành khác ổn đấy, ngay đến dáng vẻ cũng anh Tuấn mấy phấn, lục lý ngại ngùng đáp lại. Ha ha, nếu như không đủ đẹp trai sáng sủa, sao có thể xứng đáng với vẻ đẹp tuyệt sắc của phu nhân? Câu trả lời của lục lý khiến cho cô gái đỏ mặt nhưng cô vẫn không sao nhãn quá nhiều mà đi vào vấn đề chính. E hèm, lục lý. Vị này đã chờ ngươi ở trụ sở lâu rồi, cô ấy chính là Hương Trác, con gái của phu nhân Vân Mẫu, cô gái ngay sau đó đã giới thiệu cho Lục Lý một người khác cũng xinh đẹp không kém. Thấy mặt mũi của Lục Lý vẫn ngơ ra, cô liền chốt một câu: Vị hôn thê của ngươi. Nghe vậy, Lục Lý không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên: Ừ. Chỉ vài giây sau, cậu định hình được ý của cô gái kia liền ôm đầu tỏ vẻ hoảng hốt: À, nghe quỷ ma chân nhân từng đề cập, ta không phải là đã từ chối rồi sao? Sao vẫn tìm đến tận cửa vậy chứ? Giờ thì phiền phức to rồi. Hương Trác nhẹ nhàng bước đến bên Lục Lý ân cần chào hỏi nô ra bái kiến phu quân lục lý vẫn còn chưa hết ngơ ngác chào chào cô nhưng cô không cảm thấy như thế này phát triển nhanh quá hay sao hương trác không phản ứng gì chỉ vui vẻ đáp hử nhanh sao mẫu thân ta nghe thấy sự tích của chàng thì cực kỳ yêu thích bảo ta vội đến ngay trong đêm muốn cùng chàng vào động phòng trước sau này rồi sẽ bái đường thành thân ta còn đem tới không ít của hồi môn chàng cứ yên tâm đừng lề mề lải nhải nữa nhanh chóng thôi bỗng sắc mặt cô lại biến đổi sang vẻ khó chịu Dường như đây cũng không phải điều cô hoàn toàn tự nguyện mà giống như là bị ép vậy. Thấy cô gái tỏ ra vẻ khó chịu, Lục Lý sừng sốt hỏi. Hử, vừa rồi đó là cái gì vậy? Hương Trác lại dở vẻ mặt ngây thơ mà đáp. Ôi, sao vậy? Hương Trác không hiểu chàng đang nói gì. Lục Lý bối rối. Cái đó, cô Hương Trác này, không biết cô đã từng nghe nói tới một câu nói của tiên đạo đại nho Thánh Môn chưa? Đời này tận hiến vì nước, không màng tới chuyện nữ nhi. Không màng chuyện nữ nhi, vậy ý của ngươi là không muốn thành thân với ta giọng điệu của Hương Trác lúc này như có sự thay đổi. Không nói gì hơn, cô ngay lập tức đưa tay lên áo mình và cởi nó ra, hành động này thật sự rất khó hiểu. Trong suy nghĩ của Lục Lý thì cho rằng cô ấy đang manh động, cậu liền che mặt lùi lại mà khó xử thốt lên, ấy, cô thế này là làm gì? Nhưng nhưng gì Lục Lý nghĩ lại không phải như vậy, Hương Trác chỉ cởi đi lớp áo bên ngoài, cô tức giận hét lên, mẹ kiếp nhà ngươi không nói sớm đi, hại lão lương giả vờ thiếu nữ e thẹn lâu như vậy. Nếu không phải mẫu thân ép ta tới, lão nương chẳng thèm ngó ngàng tới người đâu, xả giận xong hương chắc liền lạnh lùng quay đi. cô không quên để lại một câu cáo tử không gặp lại nữa. hành động này quả thực là dứt khoát và cả thái độ cũng khác hoàn toàn so với ban đầu. tất nhiên điều đó đã khiến cho lục lý không khỏi bàng hoàng. cậu thầm nghĩ lật mặt cũng nhanh quá đi. thấy hương chắc rời đi, cô gái xinh đẹp kia không những không đuổi theo mà cười mỉm nói với lục lý, phụt cũng trách cậu không để tâm, cậu tìm người hỏi thử là biết. vị cô nương hương chắc này là một tiểu ma vương mắt cao hơn đầu chẳng ưng ai cả. Mẫu thân của cô ta là phu nhân Vân Mẫu đã tìm không biết bao nhiêu thanh niên anh tuấn tài giỏi cho cô ta, cuối cùng đều bị cô ta cho đến chết. Nghe câu nói của cô gái xinh đẹp kia, Lục Lý liền để ý đến một chi tiết trong câu nói của cô mà thắc mắc hỏi, "Đợi đã, là chơi kiểu gì?" "Không biết, muốn biết thì ngươi đuổi theo đi." Cô gái kia ngang nhiên đáp. Lục Lý nghe xong cũng bất lực mà nói rằng, "Vậy thì vẫn nên bỏ đi, may mà không đồng ý." "Đúng rồi, chân quân, 10 ngày nay có xảy ra chuyện lớn gì không?" Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nói: "Ó, năm ngày trước đạo khí đó lại xuất thế lần nữa." Cô gái liền thuật lại sự việc xảy ra trong những ngày qua cho Lục Lý nghe. Thập đại ma môn sử dụng thủ đoạn như vậy, cuối cùng tìm được địa điểm đạo khí biến mất, Trị Tiên Cốc, Vãn Tiên Động. Năm ngày gần đây, hai đạo tiên ma đều phái đệ tử đi về phía Vãn Tiên Động tìm kiếm, ở xung quanh gặp phải nghìn lần, chiến đấu ác liệt cả trăm trận, nhưng đều chưa thực sự tìm được tung tích của đạo khí. Cậu nghe xong không nói gì, chỉ có trong đầu là vẫn đang âm thầm nghĩ về chuyện đó. Vạn Tiên Động, lẽ nào Hoàng Đình Đạo cung chính là nằm trong Vạn Tiên Động này? Lúc Lý ôm đầu nghĩ ngợi về tương lai sau này, cậu chán nản nói, xem ra lại sắp bị phái ra ngoài làm việc rồi. Cô gái kia vẫn bình tĩnh nói tiếp, đúng vậy, nhưng đây cũng chính là điều mà ta lo lắng. Bên Tiên Minh hận ngươi đến xương tủy, một vài thiên tài Tiên Minh âm thầm bế quan kết đan đi trực tiếp xuất quan, chuẩn bị mưu giết người. Vài kẻ có võ công không thua gì Lăng Kiếm Sương, chuyến đi lần này ta vô cùng lo lắng. Trái ngược với cô gái kia, Lục Lý có vẻ rất hào hứng về nhiệm vụ sắp tới mà vui vẻ nói. Vậy ta chủ động chuẩn bị phương án trước, tránh để chuyện như lần trước lại xảy ra, ta dự định không dẫn theo bất cứ đồng môn nào đi cả. Thấy vậy, cô gái càng lo lắng về sự an toàn của Lục Lý. Nhưng một mình ngươi đi cũng quá nguy hiểm, Lục Lý tinh tế nhận ra điều đó liền nhẹ nhàng đáp. Chân quân yên tâm, ta không đi một mình đâu. Ta sẽ dẫn một người theo. Chuyển cảnh sang một nơi khác, cô gái này đang phải giặt quần áo với tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. Cá chép thối, cá chép thối, thế mà lại bắt ta giặt quần áo thối cho hắn. Xem ta dùng sức cho đồ của ngươi tan tành luôn. Đang lải nhải một mình bỗng dưng cô gái dừng lại. Ừ. Trên bầu trời xuất hiện một chiếc thuyền khổng lồ, cái này giống với chiếc thuyền trong bộ phim siêu nhân xem hồi nhỏ quá. Tại nơi này, Lục Lý đang sung sướng tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất quả đất, cậu chỉ việc nằm hưởng thụ, còn cô gái kia thì phải hầu hạ cậu hết việc này đến việc khác, cô khó chịu nói. Hừ, ta véo chết ngươi. Lục Lý không phản ứng gì chỉ ra lệnh cho cô mạnh tay lên. Đến cả cô gái này cũng phải kêu than về cơ thể của cậu. Thân thể của người sao lại cứng như vậy, tu luyện cái gì thế? Lục Lý nghe vậy liền quay ra nói, "Sao thế, muốn nghe ngóng tình hình à? Sau khi về thì nói cho Lăng Kiếm sư nghe, để cô ta giết ta ư?" Cô gái liền tránh mặt cậu quay đi phía khác. "Đâu, đâu có, ta chẳng qua là tò mò mà thôi." "Hờ hờ, dựa vào cái đầu ăn cua cũng không đủ như cô thì đừng mong giở trò với ta." Lục Lý nói. "Nếu như không phải thấy cô trí tuệ kém ta sớm đã để cô sinh một đàn con cho ta rồi. Lục Lý như đang cố tình chọc ghẹo cô gái. Nghe xong những lời nói đó của Lục Lý, cô gái kia liền tức giận thốt lên. Ngươi ngươi ngươi, ngươi mới là kẻ trí tuệ kém, không phải chỉ là sinh con thôi sao, ta không sợ đâu nhé. Nghe vậy, Lục Lý liền đứng phát dậy, cậu nở một nụ cười gian xảo nói. Vậy sao? Hành động của cậu lập tức khiến cho cô gái kia giật mình. Cậu liền vác cô lên vai và đi vào bên trong. Vậy chúng ta quay đầu, đi về sinh tám mười đứa trước rồi tính nhé ta dọa chết cô này cậu đắc ý nghĩ thầm trong đầu cô gái kia vẫn tưởng rằng đây là thật liền cuống cuồng nói ta 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 nói vớ vẩn thôi thả ta xuống hai người lúc này bỗng bị gây chú ý bởi một điều gì đó lục lý tò mò nói phía trên làm gì vậy ừ một người đàn ông chỉ tay lên trời và nói phía trước là vùng rất trọng yếu không được tùy ý vào trong nhanh chóng hạ thuyền cả lục lý và cô gái kia ngay lập tức nhảy xuống dưới cậu vui vẻ tiến lại gần người đàn ông kia và nói hóa ra là đồng đạo của huyết ảnh tông hân hạnh hân hạnh hân hạnh vô tình va phải vẫn mong lượng thứ người đàn ông ra vẻ khó chịu liền giơ kiếm lên và hỏi ngươi là kẻ nào trước hành động đó lục lý không hề phản kháng ngược lại cậu còn rất kinh lễ đáp tại hạ là lệ cảnh của hoàng phong cốc bái kiến các vị sư huynh của huyết ảnh tông người đàn ông có vẻ ngạc nhiên hỏi hoàng phong cốc chưa từng nghe qua nhưng đạo hữu có một thị nữ mạnh mẽ như vậy xem ra cũng không phải là người bình thường lục lý bèn nói trước mặt thập đại ma môn không đủ để nhắc tới. Không biết vị sư huynh này có thể tiết lộ một vài thông tin để ta an toàn vào trong vạn tiên động hay không, tại hạ chắc chắn sẽ có trả ơn hậu hĩnh. Thế nhưng người đàn ông này lại khách sáo nói, chẳng có tình báo hữu ích gì cả, ngươi vào trong đi. Lục Lý vui vẻ đáp lại lòng thành của người đàn ông và đi vào trong, vậy xin đa tạ sư huynh nhé. Cậu vừa rời đi thì người đàn ông liền dở bộ mặt thật của hắn và nhìn theo, có vẻ như Lục Lý bị hắn ta dụ vào bẫy rồi. Hắn ta liền có ý định đánh lén sau lưng của Lục Lý. Không hay cho hắn là hành động này đã sớm bị Lục Lý phát hiện ra, cậu giữ lấy thanh kiếm và nói: "Ồ, sư huynh thế này là có ý gì đây?" Người đàn ông phía sau bèn lên tiếng nói. Cùng với ngươi diễn một chút kéo dài thời gian, ngươi còn hăng hái, ngươi đừng giả vờ nữa, Lục Lý. Trong giây lát, thanh kiếm của người đàn ông đã bị Lục Lý dùng lực vỡ thành trăm mảnh. "Không phải là cho rằng chỉ dựa vào mấy quả trứng chim thối các ngươi và cái đống sắt vụn này là có thể giết được ta chứ?" Hừ bọn ta biết bọn ta không phải là đối thủ của ngươi chỉ là kéo dài thời gian của ngươi một chút thôi nhưng mấy vị sư huynh xuất quan của huyết ảnh tông ta nghe đại danh của ngươi lại rất muốn gặp ngươi đó tình huống hiện tại có vẻ không nằm trong kế hoạch lắm mới bước đầu mà đã bị bao vây như vậy rồi thật đúng là nực cười mặc dù vậy lục lý vẫn không từ bỏ vậy thì sư huynh cả các ngươi cũng phải nhanh lên một chút bởi vì còn chậm một chút nữa sẽ không kịp hốt xác cho các người đâu cô gái đi cùng lục lý nhìn như vậy nhưng lại không vô dụng như mọi người nghĩ chỉ là sức mạnh của cô không mạnh bằng lục lý mà thôi. Thấy tình huống ngày càng trở nên phức tạp cô cũng không ngại ngùng mà sẵn sàng xuất chiêu, ngũ tinh nhật nguyệt hoàn tỏa. Chỉ với một đòn mà cô gái đã hạ gục được vài ba tên lính quèn, bởi vậy mới nói đừng nhìn vẻ bề ngoài mà vội bắt hình rong. Hành động vừa rồi của cô gái cũng phải khiến cho lục lý đem lời khen ngợi. Cũng khá nhanh nhẹn đấy, biết được hai chúng ta là con châu chấu trên cùng sợi dây, không ủng công ta cho ngươi ăn nhiều thứ như vậy. Mặc dù nghe có vẻ rất giống lời khen nhưng nó lại không khiến cho cô gái hài lòng. Ừ. Mặt khác, đó cũng là hành động gián tiếp trọ giận bọn cô đồ gian xảo kia. Đáng ghét, cho rằng dựa vào thị nữ của ngươi thì có thể toàn thân rút lui được sao? Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn có thể nhốt được hết chúng ta sao? Chém chết bọn họ đi. Nghe vậy, Lục Lý chỉ cười cho qua và đáp lại bọn chúng. Ai nói là chuẩn bị dựa vào cô ta chứ? Cậu nhanh chóng xuất chiêu để bọn chúng sáng mắt. Với chiêu đánh của Lục Lý cậu đã hạ gục được gấp đôi số người mà cô gái kia đã đánh bại. Trong một nháy mắt, chỉ còn lại duy nhất người đàn ông ngạo mạn kia, hắn ta được Lục Lý làm ơn làm phúc cho là chỉ đơn giản trói hắn bằng một sợi dây thần màu vàng, tuy không phải chịu những cú đánh đau đớn nhưng hắn ta đang bị mất tự do. Lúc này, hắn ta mới sợ hãi, mặt mũi liền trở nên tím tái. Lại có thể khống chế được nhiều thiên ma kiếm như vậy, ngươi có còn là người nữa không? Lục Lý không nói gì nhiều, với sắc mặt lạnh lùng cậu đáp, "Đó không phải chuyện mà ngươi cần quan tâm đâu." Nói rồi, cậu liền vung tay ra một vật dài màu đỏ hướng về phía người đàn ông cô gái chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền kinh ngạc thốt lên ngươi cũng là người trong ma giáo nhưng lại đuổi cùng giết tận đồng môn như vậy lục lý phủi tay và đáp hửm M.T.G. nhân sĩ đạo chính như ngươi còn đồng tình với những tông môn lấy máu của người sống để tu luyện sao hơn nữa cái khác thì không nói ta có thủ oán với tông môn của bọn họ cô gái liền ngạc nhiên hỏi hửm thủ oán gì vậy cậu nhớ lại mà tức giận kể cho cô nghe chia rẽ tình yêu của đôi uyên ương ta đã từng yêu mộ nữ tử xinh đẹp của ảnh huyết tông không ngờ Huyết Ảnh Tông lại có người đứng ra phản đối. Câu chuyện mà Lục Lý kể có vẻ thú vị, nó đã thôi thúc sự tò mò của cô gái khiến cô không ngừng thắc mắc. Hửm, ai phản đối? Cha mẹ của nữ tử đó sao? Ta hiểu, ta hiểu mà. Tình yêu không mà người nhà phản đối, tình tiết kinh điển này ta đã từng xem qua rất nhiều ở trên sách rồi. Nhưng câu trả lời của Lục Lý lại khác hoàn toàn với những suy luận của cô gái, cậu dứt khoát trả lời, "Không." Người phá hại chính là phu quân của cô ấy. Câu trả lời khiến cho cô gái ngỡ ngàng. Nói xong, cậu để cô đứng thẫn thờ ở đó và đi tiếp. Cậu nói, được rồi, được rồi, đi tìm đạo khí thôi, không hổ danh là ma giáo. Đến trước một hang động hai người lạ lùng ngó nghiêng xung quanh. Bỗng nhiên cô gái kêu lên, nóng quá. Lục Lý là đàn ông nên không dễ nói lên cảm xúc của mình, cậu dù rất nóng nhưng lại âm thầm chịu đựng. Vẫn sơn động này lại là một ngọn núi lửa sống. Không gian bên trong này e rằng đều là do phun lửa của hàng tỷ năm hình thành, Hoàng Đình Cung nói thật không chừng thật sự đang ở đây một cô gái nghe thấy có tiếng động liền quay ra hỏi là ai lục lý bất chợt va phải vào giọng nói của cô và nhìn thấy cô gái đó cô gái đứng trên vách núi mà không hề cảm thấy nóng nực một chút nào lục lý cũng theo đó nhìn lên phía cô gái sao ngươi vào đây được cô gái có vẻ khó chịu lên tiếng hỏi cô gái liền nhảy xuống lục lý e ấp đáp lại câu hỏi của cô xin lỗi bên ngoài có quá nhiều người xấu ta chỉ là đi vào đây tránh nạn mà thôi không cẩn thận bị lạc đường người của tiên minh Lục Lý nhìn sơ qua cô gái và thầm nghĩ. Nghe câu trả lời của Lục Lý, cô gái cũng không nghi ngờ thêm, cô hạ giọng nói: "Vậy sao, bên ngoài bị ma giáo bao vây rồi, bên trong bây giờ đều là trọng địa của tiên mình, ngươi đừng đi lung tung là tốt. Hơn nữa nhìn sắc mặt của ngươi cũng không được tốt lắm, khuyên ngươi vẫn nên mau ra ngoài đi." Thấy cô gái nói như vậy, Lục Lý chỉ lắp bắp đáp lại rằng: "Cái đó, ta ở đây." Cô gái dường như nhận ra được gì đó liền tinh tế nói với cậu: "À, xin lỗi, mắt của ta không được tốt cho lắm." bỗng dưng cô khựng lại nhìn chằm chằm vào cậu ngươi là lục lý thân phận của cậu sớm bị cô gái phát hiện ra cô liền giơ kiếm chỉ thẳng về phía cậu thấy cô gái nhận ra mình lục lý nói hửm mắt này của ngươi còn có thể nhận ra được sao xem ra ta ở tiên minh thật cũng rất nổi tiếng mà cô gái không nói gì nhiều liền ngay lập tức lao về phía cậu minh chủ của đạo minh cho ta một linh nhân chỉ cần gặp được ngươi lập tức sẽ nhận ra ngươi cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi chịu chết đi tên ngông cuồng đen đủi thay cho cô gái kia không đánh trúng được lục lý cậu ấy đã nhánh chóng né được đòn đánh của cô nên thoát nạn hành động của cô khiến cho lục lý buộc miệng thốt lên ngươi sắp bị mù rồi trên thế giới này không có mắt kính sao thấy vậy cô gái đi cũng lục lý liền lên tiếng long tỷ tỷ là ta âm ly cô gái kia quay ra đáp phương sư muội muội cũng ở đây sao đừng sợ muội hãy đứng sau ta ta sẽ cứu muội ra ngoài lục lý thấy hành động không được bình thường lắm của cô gái lia liền quay sang nói với âm ly cô ta đến đây để tấu hài sao ngay cả âm ly cũng thấy bất lực cô đáp long tỷ tỷ cô ta bình thường thức khuya xem tiểu thuyết bỗng nhiên từ đâu xuất hiện thêm một người đàn ông long sư muội ta đã nghe thấy giọng của muội rồi muội không sao chứ người đàn ông này cũng nhanh chóng nhận ra lục lý là người lục lý long tỷ tỷ thấy sự xuất hiện của người này liền nói dư sư huynh cẩn thận lời đồn tên lục lý này luyện 23 kiếm của thiên ma thực lực thâm sâu không lường trước được phải vô cùng cẩn thận Lục Lý bên này vẫn bình tĩnh theo dõi mọi hành động và lời nói của họ, cậu lên tiếng. Sao chỉ có hai các ngươi, lăng kiếm xương đâu rồi, mấy ngày chưa gặp cô ta, có hơi nhớ rồi. Dư sư huynh thấy cậu nói vậy liền tức giận chỉ tay vào mặt cậu mà quát lên. Hừ, lần trước thất bại chỉ là lăng sư muội chúng phải quỷ kế của ma giáo mà thôi, đối phó với ngươi không cần muội ấy ra tay. Vậy sao? Lục Lý cười và nói. Cậu liền vung chiêu về phía dư sư huynh mà không hề báo trước. Điều này đã khiến cho dư sư huynh nổi giận, cậu ta không ngần ngại rút kiếm phía sau lưng mình ra, không quên bo nốt thêm một câu, tài năng thấp kém. Cậu ta sau đó liền vung một nhát kiếm mạnh xuống nền đất, dường như mọi sự tức giận đã được nhập vào thanh kiếm ấy. Kiếm này có tên là Linh Xà, là thiên ngoại vẫn thiết, dung luyện kim canh chi tinh mà thành. Có thể chết dưới kiếm này cũng xem như là phúc khí của nhà ngươi. Một lần nữa, Lục Lý dở giọng điệu hiên ngang đáp lại người đàn ông, ồ, vậy sao? Cậu không chấp nhận người khác sỉ nhục bản thân như vậy, vì thế mà cậu tiếp tục xuất chiêu để chiến đấu người đàn ông không trụ được sau đòn đánh của lục lý liền ngã ngửa về phía sau vì để triệt tiêu hoàn toàn người đàn ông kia lục lý không ngần ngại xuất chiêu lần nữa người đàn ông thậm chí không có thời gian để ổn định lại vì lục lý xuất chiêu quá nhanh quá nguy hiểm dẫu vậy hắn ta không hề bỏ cuộc mà tiếp tục vùng dậy để chiến đấu dường như cậu ta rất khó khăn trong việc chống đỡ lại lục lý khó đối phó thật cứ dùng ngươi để thử chiêu mới nghiên cứu như vậy lục lý thấy hắn ta vẫn còn sức kháng cự cậu liền dùng mọi tuyệt chiêu để khiến hắn ta phải chịu thua người đàn ông tức giận nếu đã như vậy cậu ta ngay lập tức luyện công để trả lại đòn đánh cho lục lý cửu thiên huyền lôi hoàng hoàng vô uy sự tức giận đã khiến cho người đàn ông không kiềm chế được bản thân dù thêm một chút linh xà phi dẫn phụng thân nhi hành phá người đàn ông dứt khoát hô lên một tiếng và tiến thẳng đòn tấn công về phía lục lý hai người đàn ông đang đối đầu với nhau một cách quyết liệt không một ai chịu nhường ai. Mặc dù lệ cảnh chuyên dùng tà môn bàng đạo, nhưng ở âm minh quỷ tông cũng được xem là tồn tại hạng nhất, mà những thiên tài của tiên minh này tùy tiện ra tay cũng phải là thực lực của bảy, tám lệ cảnh. Lục Lý bỗng dưng lên tiếng nói, hai, đáng tiếc thật. Không biết từ lúc nào mà tất cả đòn tấn công từ người đàn ông kia đều bị đánh tan tành, ngay cả tuyệt chiêu cho là mạnh nhất của hắn cũng không thể trụ được dưới tay của Lục Lý. Người đàn ông cũng vì thế mà yếu đi, máu từ trong miệng hắn liền phun ra. Lần này hắn ta hoàn toàn bị đánh bại, Dư Sư huynh. Cô gái chạy đến đỡ người đàn ông lên, vẻ mặt lo lắng hỏi han, "Dư Sư huynh, huynh không sao chứ?" Người đàn ông ôm ngực đau đớn đáp, "Ta không sao, chỉ là bổn mệnh linh kiếm bị hư chịu phản phệ rồi." Nhưng mà có thể tiêu hao Thiên Ma kiếm của hắn cũng xem như rất đáng, bây giờ không có gì phải sợ hắn nữa. Mặc dù bị thương như vậy nhưng người đàn ông dường như không có ý muốn chịu thua. Câu nói của hắn làm cho Lục Lý phải phì cười, "Đặc sắc, đặc sắc." đạo sư huynh quả nhiên là có chút bản lĩnh, nhưng mà. Từ lúc nào ta nói qua, ta chỉ có sáu thanh niên ma kiếm vậy. Giọng nói của lục lý lúc này đột ngột thay đổi. Thấy người đàn ông kia vẫn còn mạnh miệng, e là hắn ta vẫn còn chưa thấm được chút gì. Nếu đã như vậy thì lục lý đây đành phải dạy hắn một bài học nữa rồi. Người đàn ông thấy cảnh tượng trước mắt có chút sợ hãi. Sao có thể chứ, những thứ này toàn bộ đều là thiên ma kiếm sao. Đi thôi, tên này quá hung ác, phải tập hợp với lang sư muội trước. Nói rồi hắn liền quay người rời đi để bảo toàn tính mạng. Nhưng đã quá muộn rồi, giờ đây đã hết cơ hội để rời đi. Lục Lý thấy hắn có ý định rời đi liền hét lên, "Muốn đi, không dễ như vậy đâu." Cô gái dường như nhận ra được Lục Lý muốn cản họ lại, liền dùng kế để đánh lạc hướng của cậu. Lại là cái thứ này, ở đây mà cũng dám ném lung tung sao? Có vẻ thứ đó dễ gây nên nguy hiểm nên Lục Lý nhanh chóng kéo Âm Ly chạy khỏi nơi này, "Đừng nhìn nữa, mau đi thôi." Âm Ly vẫn chưa định hình được cô chỉ có một biểu cảm duy nhất là ngơ ngác không hiểu gì hà 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 họ vừa rời khỏi nơi đó thì cũng là lúc mà nó phát nổ bỗng lục lý nhìn thấy có bóng người ở phía sau của họ hửng ừ. cuối cùng thì họ cũng thoát được khỏi nơi nguy hiểm kia bù ừ. học đúng là dạ người rồi dạ cho người ta bụng sắp bị đói luôn rồi lục lý lại gần âm ly và nói bằng hữu bên đó nếu như ngươi luôn đi theo chúng ta sao không trực tiếp ra ngoài nói chuyện âm ly ngơ ngác không hiểu lục lý đang nói gì hửng ừ. Vừa dứt lời thì có người lộ diện. Ha ha. Không hổ danh là tồn tại mạnh nhất của Ma đạo thập kiệt, lại có thể nhìn thấy được thần thông ẩn giấu của ta. Lục Lý bỗng dưng có cảm giác gì đó rất khó tả đang diễn ra trong cơ thể của mình. Hồ yêu ba đuôi, kỳ lạ thật, tại sao nhìn thấy cô ta thì mình lại muốn sờ đuôi cô ta. Cô gái kia đắc ý cười lên và nói, ha ha, Lục Lý, có phải ngươi muốn sờ đuôi của ta đúng không? Thế thì ngươi qua đây. Được thôi, trên dưới toàn thân của ta đều có thể để cho ngươi sờ biết được mong muốn của Lục lý cô ta như cố ý muốn khiêu khích cậu còn đợi cái gì nữa thật sự không qua đây ôm ta sao có thể để ngươi sở sung sướng lục lý sắp không trụ được bản thân nữa rồi cậu đang rất cố gắng để kiềm chế lại không thể để cô ta dễ dàng mê hoặc được mùi vị này là đang lạc vào thế giới thần tiên bỗng dưng cậu bịt mũi quay sang hỏi âm ly một câu hết sức vô tri mà đúng ra là vô duyên người đánh giám sao thối chết đi được vừa mới mở lời đổ tội cho người khác đã bị chặn họng lại âm ly khó chịu nói ngươi mới đánh giám đấy Phía bên này, cô gái hồ ly kia vô cũng khó chịu vì suýt chút nữa đã dụ được lục lý rồi nhưng lại không thành công, lại không có tác dụng với hắn. Hai người này đổ lỗi cho nhau một hồi không được liền quay ra chút lên người cô gái hồ ly kia. Vậy có lẽ là mùi do cô ta tỏa ra e rằng cô ta là thiên hương hồ tộc ở trong vực sâu yêu tộc rồi. Âm ly liền núp về phía sau lưng của lục lý, cô hoảng hốt nói. Lời đồn thiên hương hồ tộc có thể làm kẻ địch bị hôn mê bất trí bất giác, còn không đi, chúng ta sẽ chết chắc đấy. Đến lúc đó ta nhất định sẽ bị cô ta bắt về sinh hồ ly cho bọn họ. Nghe những lời âm ly nói, lục ly mới để tâm đến một chút, yêu tộc vực sâu, bắt ta về. Tưởng rằng cậu sẽ sợ hãi giống như âm ly nhưng ngược lại cậu lại cảm thấy vô cũng thích thú. Còn có chuyện tốt như vậy ư, âm ly ở bên lục lý cũng được một thời gian nên hiểu ngay cậu nghĩ gì. Ta biết là ngươi rất biến thái, nhưng cũng không cần phải như vậy đâu. Lục lý dường như không để tâm đến lời của âm ly nói, cậu đáp. Nhưng mà so với bị cô ta bắt đi, ta còn có chú ý tốt hơn. Bắt cô ta lại làm vật cưỡi, không chần trừ thêm, lục lý nhanh chóng vung chiêu tiến thẳng về phía của cô gái hồ ly kia. Cô gái không hề có phản ứng né tránh mà rất bình tĩnh chờ đòn đánh của cậu. Ha ha, người khác sợ thiên mà kiếm của ngươi, nhưng ta không sợ đâu. Từ trước đến giờ, cô là người duy nhất đánh trả được đòn đánh của lục lý, xem ra cô chính là đối thủ của cậu. Hành động vừa rồi khiến cho lục lý vô cùng khó chịu. Nhục thân mạnh thật, thiên ma kiếm không được thì chỉ có thể nghĩ cách lại gần cơ thể biểu cảm của lục lý bây giờ khiến cho cô gái hồ ly kia rất thích thú ngươi muốn chơi mạnh một chút người ta cũng có thể chơi với ngươi huyết khí mạnh đến như vậy yêu tộc vực sâu của chúng ta thích nhất là ăn sinh linh có huyết khí mạnh tình thế lúc này có vẻ nguy hiểm hơn lục lý tưởng lần đầu tiên thấy cậu có dáng vẻ lo sợ như vậy thấy âm ly vẫn còn đứng đờ ở đó cậu liền quay ra nói ngươi còn xem kịch bị bắt đi ta không quản đâu đấy thấy lục lý nói vậy cô cũng cuống cuồng đáp lại biết rồi biết rồi vừa nói cô vừa chuẩn bị công lực để chiến đấu ngũ nhật nguyệt tinh hoàn phía bên này lục lý và cô gái hồ ly kia vẫn đang đối đầu với nhau rất quyết liệt ngay lúc mà cô tiến gần đến cậu để xuống tay thì lục lý đã nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển để né đòn ngươi hãy ngoan ngoãn đi về cùng với ta đúng là một nam nhân vội vàng cô gái hồ ly nhỏ nhẹ thốt lên thấy lục lý gặp nguy hiểm âm ly liền hét lên cảnh báo không hay cá chép cẩn thận nguy rồi á à, lục lý hét lên một tiếng nghe có vẻ rất đau đớn từ vị trí của cậu xuất hiện một luồng sáng đỏ chói mắt, Âm Ly đứng gần đó cũng phải lấy tay che mặt lại. Toang rồi, toang rồi, lần này thật sự sẽ thành cá chép nướng luôn rồi, Âm Ly lo lắng thốt lên. Bỗng dưng sắc mặt cô thay đổi, ủa. Từ trong ngọn lửa đó Lục Lý vẫn an toàn bước ra. Ha ha, ngươi đúng là một yêu tinh biết giày vào người khác. Sự xuất hiện trở lại của Lục Lý khiến cho cô gái hồ ly không khỏi bất ngờ, đây sao có thể chứ? Cô hoảng sợ, đây là công pháp quỷ dị gì vậy? Lục Lý vẻ mặt đắc ý nói: "Thích không, ta còn có rất nhiều thứ đảm bảo ngươi hài lòng." Không ngờ, Lục Lý lại có cả tuyệt chiêu này. Cậu nhanh chóng lao về phía cô gái hồ ly và tung chiêu, miệng thì lẩm bẩm thần chú như lai Phật trưởng. Một cô gái mặc chiếc váy vàng cam, dường như cô ấy đang bị thế lực nào đó tác động, tổng cô ấy rất đau đớn. Một luồng ánh sáng đã bao vây lấy cô gái ấy, và cô ấy không thể cử động hay phản kháng được gì nữa. Không thể ngờ là một tên đàn ông sức dài vai rộng lại là người làm điều đó. Chả nhẽ anh ta không thể nương tay với một cô gái sao? Anh ta bắn ra sức mạnh ánh sáng hình bàn tay, cô gái kia ở trong vòng vây thì nói loài người chết tiệt, ta sẽ không tha cho người đâu. Gồng hết mình, cố gắng tạo ra sức mạnh để thoát khỏi vòng vây, cô ta nói yêu thần che chở. Hai mắt cô gái đỏ rực lên và cô ta lấy bàn tay có móng vuốt sắc nhọn của mình xé banh cái lớp vòng vây đó ra. Sau một hồi vất vả thì cô cũng thoát ra được khỏi đó và bay lên như một tiên nữ. Vừa bay tới chỗ lục lý, cô vừa nói ngươi không cần phải đắc ý đâu tỷ tỷ của ta rất nhanh sẽ đưa thêm mấy cường giả yêu tộc quay lại báo thủ cho ta mà thôi đến lúc đó nhất định sẽ ăn sạch xương của ngươi cũng không còn gì lục lý vẫn bình tĩnh mà bảo vậy sao đáng tiếc là ngươi không đợt đến lúc đó rồi ngay lúc này xuất hiện thêm ba người đằng sau anh có hai sư phụ đường tăng và một anh đầu chọc bạc trắng lục lý còn bảo ta đã từng nó ta có rất nhiều thủ đoạn ngươi nhẫn nhịn chút đi cô gái kia không hiểu chuyện gì nói hửng bỗng nhiên một cô bé tóc hồng chạy đến hấp tấp nói đại úy thiên long kim cương pháp chú kim cương bất hoài, hắn quả nhiên là biến thái. Lục Lý vừa đánh xong mấy trưởng lời e thở dài hồi công, đánh xong nghỉ ngơi thôi.